Nhà 5 tầng trị giá 45 tỷ giữa lòng Sài Gòn của Phan Như Thảo và chồng đại gia. Cụ người mẫu cho biết mình mua hai căn nhà đối diện nhau vừa để ở vừa để kinh doanh vì ngại đi lại. Nhà Phan Như Thảo nằm trên một con đường nhỏ giữa trung tâm quận nhất. Cô mua hai căn đối diện nhau vừa để ở vừa để kinh doanh vì ngại đi lại xa. Một căn cô mở spa chăm sóc da kết hợp đào tạo học viên, căn còn lại làm spa chăm sóc tóc. Đúng 18 giờ mỗi ngày là doanh nhân Đức An có mặt tại nhà. Cô nói vui chồng mình nhìn dữ tợn chứ thật sự rất dễ chịu. Ngay cả việc phóng viên đến nhà, cô chỉ thông báo một tiếng là anh gật đầu ngay, không đắn đo. Căn nhà có 5 tầng, nhưng mua nhà hơn 1 năm Phan Như Thảo chỉ mới lên đến tầng 3. Cô cũng không nhớ nổi ngày xưa mình mua hai căn nhà hết bao nhiêu tiền. Chỉ biết căn nhà hiện tại từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán. Phòng khách nhà Phan Như Thảo từng rất gọn gàng cho đến khi bé bồ câu ra đời. Bây giờ không chỉ phòng khách mà bất cứ đâu cũng có thể bừa bộn đồ đạc, mà chủ yếu là đồ chơi của bồ câu. Bàn trang điểm với bộ sưu tập nước hoa đủ mùi, đủ thương hiệu nằm ngay cửa ra vào. Trên bàn, Phan Như Thảo đặt hai lọ hoa trắng muốt, hoa tươi thay mỗi ngày. Bể cá to bản nuôi cá koi với làn nước trong vắt như gương. Phòng khách với nhan sắc chủ đạo là vệ nước xanh, tạo cảm giác dễ chịu cho người đến. Trần nhà cao thoáng đãng vì thông với trần của tầng 2. Không gian được bày trí trang nhã với bàn gỗ, ghế sofa và giấy dán tường họa tiết gạch bông. Điểm dễ nhận thấy là trong nhà Phan Như Thảo đặt rất nhiều chậu cây xanh. Ở lối đi, cụ mẫu đặt một chiếc kệ gồm 9 bình thảo dược. Khách đến nhà, chỉ đứng từ xa đã thấy mùi thảo dược sực nức, giúp đầu óc thoải mái và nhẹ nhàng. Gian bếp nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, có máy lạnh và tivi để người làm bếp vừa làm việc vừa thư giãn. Tủ lạnh cũng trang bị trông rất hiện đại. Phan Như Thảo tiết lộ cô rất ít khi vào bếp vì hầu như là ông sản Đức An làm toàn bộ việc nhà, bao gồm cả nấu ăn. Ở lối lên cầu thang, doanh nhân Đức An đặt hai tủ đồ quý đối diện nhau, anh luôn sẵn sàng mở tủ để mời khách đến nhà. Trong suốt 5 tầng, nhà Phan Như Thảo có rất nhiều tranh tường nghệ thuật ở cầu thang. Một số tranh được vẽ lên trần nhà, vợ chồng cô thuê họa sĩ Hà Nội bay vào để vẽ những tranh này. Các đoạn thang lên xuống cũng được ốp kính hoàn toàn, vừa để khách hàng dễ nhìn thấy hình ảnh của mình, vừa để lối đi không bị đơn điệu. Nhà Phan Như Thảo không có chỗ nào trống vì chủ nhân của nó đã tận dụng để bày trí nội thất. Ở tầng 3 đặt một chiếc bàn chất đầy ảnh của Phan Như Thảo thời trẻ. Cô cho biết đây là chủ ý của ông xã Đức An. Anh thích vẻ đẹp của vợ và tin rằng đặt những ảnh này sẽ làm ngôi nhà ấm cúng hơn. Trên bàn cũng có ảnh của hai con riêng trước đây của Đức An. Phan Như Thảo rất thoải mái khi nhắc đến các chị của bé bồ câu. Phan Như Thảo tự tin nói rằng mình hiện tại trông quá xấu và tàn tạ, một trời một vực so với thời trẻ. Tuy nhiên vì đã start up và nuôi con nhỏ nên cô không có thời gian chăm sóc sắc đẹp hay lấy lại vóc dáng cho mình. Đây là phòng làm việc của Phan Như Thảo. Cụ mẫu thích được ở đây làm việc vì không gian rộng rãi và yên tĩnh. Trong góc phòng là một khung tranh, cô cho biết bức tranh vẽ dở kia là tác phẩm của mình. Phan Như Thảo tình định vẽ chân dung thiếu nữ, nhưng mới vẽ được một bên mắt rồi thôi, hơn một năm từ đó cho đến nay. Tủ quần áo âm tường gồm ba mặt, chất đầy váy áo phụ kiện Phan Như Thảo. Khác với những nghệ sĩ nữ, trong tủ quần áo của cụ mẫu có rất nhiều áo dài. Phan Như Thảo ái ngại cho biết mình đã từng không muốn để ai chụp nhà vì nhà cô không có gì để chụp.